Đồ cao Nhật Bản.com chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần và bánh máy về cho anh em câu. Cần và máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193. Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi đầu tiên em xin phép là bên em có bán JPE nha. Rồi, bay JPE này, JPE 7 màu này, X12 nha mà là 12 lỗi, dòng Super này. Dòng Super là câu rất là bền luôn. Rồi, loại này là ngoài này chỉ nhặt em không biết nha, anh em chỉ biết thông số nó là 1.2.5 là sức tải là 2.5 là sức tải là 16 kg nè. Em có loại 2.5, 2.0 và 1.5, 1.5 còn hai cục, một hai cục chứ mấy. Rồi. 2.5, 2.0 và 1.5 nha. Loại này là 160k ngà một cuộn, loại này là 100 mấy nè, dòng PE 7 màu nha. PE 7 màu. Rồi, tiếp tục bên em có loại PE, loại này là loại Daiwa. Daiwa là Pat nha. Pat Ultra PE này, dòng này là độ dài là 50 mét. Size là 2.5 này. Loại này size 2.5 là sức tải là 16,5 kg này. Rồi một cuộn này là giá là 100k 50 mét. Cuộn này là 150 mét nè. Cuộn này 100 mét, 160k nha. X12. Và dây 7 màu. Tháo nó mất rồi. Dây 7 màu nha. Rồi tiếp tục anh em có bán dây chiên cho anh em câu chép hoặc là câu chép nha. Đây loại này là loại 2.0 này, là 150 mét, sức tải là 8,5 kg. Loại này thích hợp cho anh em làm thẻo và chiên anh em câu chép, câu trắm này, câu tra này. Rồi làm thẻo nha, 150 mét, 2.0 phun carbon 100%. Rồi cuộn này là giá là phun carbon 100% nha. Rồi cuộn này giá là 200k một cuộn, 150 mét. Loại 2.5 là 9,3 và sức tải là 9,3 kg, cũng 150 mét. Loại này cũng 200k. Tiếp tục loại rồi tới loại 7.0. loại 7.0 là loại này cũng là thích hợp cho anh em làm thẻo nha, chiên kép chuyên đồ hết, cũng màu cước màu tím thế này đây, phun carbon 100%, cước carbon nha. Rồi phun carbon thích hợp cho anh em làm thẻo. Loại này là 7.0, độ dài là 200 mét. Rồi cuộn này giá là 250k một cuộn nha, có một size là 7.0, mấy size nữa mày không nhớ nữa. Rồi tiếp tục là thẻo. Bên em là thẻo cũng có loại phun carbon 25 mét, loại này là 0.8 25 mét, sức tải là 2,8 kg. 0.8 là sức tải là 2,9, 0.8 là sức tải là 2,8 kg. Rồi một cuộn này là giá là 50k một cuộn nha. Và loại 0.4, 0.8, 1.0 và 1.2. 1.0 là sức tải là 3,4 và 1.2 là sức tải 4 kg nha. Đồng giá là 50k một cuộn, 25 mét, phun carbon 100%. Rồi tiếp tục, bên em cũng có loại phun carbon màu loại đó nhưng mà loại dài nè. Loại này là loại 8.0, là sức tải là 21 kg, phun carbon 100%, độ dài là 150 mét. Cuộn này cũng giá 200k một cuộn nha. Đây, carbon màu trắng thế này đây. Rồi, loại 1.2 là sức tải là 7,4 kg. Đây, phun carbon màu trắng thế này luôn. Rồi tiếp tục, loại số 3. Loại số 3 cũng loại này là loại 150 mét. Loại này cũng 150 mét này, phun carbon 100%. Là loại size 2.0, là sức tải là 8,5 kg. Giá là 200k. Rồi 7.0 là sức tải là 18,8 kg. Phun carbon 100%. Rồi cuộn này cũng 200k nha. Thích hợp với anh em làm thẻo. Làm thẻo mà 150 mét đi, làm thẻo chắc cũng câu 5-10 năm chưa hết. Rồi. Bên em có bán phao cua đài thông minh. Phao cua đài thông minh, phao nano nha. Phao cực đẹp luôn. Phao nano, phao thông minh. Rồi một quả này giá là 20k một quả nha. 20k một quả phao nano. Rồi đầu tiên em lắp lên. Đầu tiên là em xin phép lên máy nha. Rồi đây là hai con máy nè. Hai con máy còn rất đẹp nè. Đấy. Hai con máy rất đẹp nha. Con này là size là mấy? Size con này là 1000 nè. 1000 Gatio là 5.2, cước số 3 vào được 100 mét nè. Mô bin sóng đủ tay trái phải nha. Máy hoạt động mượt mà hết. Con này còn rất mới. Đây. Con này còn rất mới. Rồi. Tiếp tục. Con này thì nó có bị chrome thì nó bị cũ theo thời gian nè. Cái cấu nó bị cũ theo thời gian nha. Con này cũng size theo máy 1000, sẽ thực là 1000. Gatio cũng 5.2 nha. Cước số 3 cũng vào được 100 mét. Rồi,
con này cũng lấy tay quay bằng cơ này. Rồi cặp này là giá là size 1000, thích hợp cho anh em câu tôm, câu mực, câu rô phi, lurelock. Rồi mã số 1, mã số 1 này để cho anh em giá là 250k. Mã số 1 240k đi. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 tiếp tục là một, mã số 2 tiếp tục là một con máy, một con máy. Con này là hàng của thằng Ryobi. Con này là hàng Taiwan xuất Nhật này, Taiwan xuất Nhật, phun carbon 100% nha. Đây, phun carbon này. Cái tay quay này nó là tay quay bằng cơ này. Cái màu nó là bằng màu bằng nhựa carbon nha, chứ không phải là màu sơn, màu nhựa đen thế này đây. Rồi, dòng này rất là bền luôn, thích hợp cho anh em luôn relock, con ngâm, con tôm, con mực, con biển. Rồi, mã số 2. Xây thương máy mấy ngàn đây, xây thương máy là 1000, xây thực là 1000, dòng lông cáp Yatio là 4.9, cước số 3 vào được 70m, cước số 2 vào được 100m và cước 1.5 vào được 130m nha. Rồi, mã số 2. Mã số 2 này Hồng Kông xuất Nhật. Cây là con này để cho anh em giá là 300k. Mã số 2. Tiếp tục. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 3 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng của thằng China xuất Nhật. Dòng này là xây thương máy là 1.500. 1.500 nha. Máy rất đẹp. Loại này chuyên cho anh em lưu relock này. Màu đỏ thế này đây. Máy còn rất đẹp, rất mới luôn, long lanh luôn. Rồi mã số 3. Mô bin sóng đổi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà. Rồi con này để cho anh em giá là 200k. China xuất Nhật của thằng Sappi. China xuất Nhật nha. Đấy. Máy chiên cho anh em Durelock, Gatio con này tới 5.5, Gatio con này là 4.7, chạy 1 bạc đạn. Máy rất mượt mà luôn nha, đấy. Rồi, giá em này là 200k, mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 4 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng Daiwa Sapan, dòng lông cát. Con này là dòng đời cổ nha, phun carbon, tay quay kim loại. Này, tay quay thì nước sơn nó có bị bong róc này. Đấy, con này là Daiwa China xuất Nhật. Daiwa China xuất Nhật, mấy dòng này rất là bền nha, tải cá rất là sướng, tải cá tầm 4-5kg rất bình thường. Rồi, Daiwa Sapan dòng lông cát, quay khi mình thả thì quay ra thì nó hơi rùng rùng nhanh, nhưng mình bỏ vào cần thì nó sẽ không bị gì hết. Rồi, con này là có cũ nhiều theo thời gian. Rồi, con này để cho anh em giá là 320k, xây thứ mấy 3.000, xây thật là 4.000, Gatio là Gatio. Cước số 4 vào được 100m, cước số 3 vào được 150m, cước số 2 vào được 200m nha, dòng lông cáp đi qua. Rồi, Gatio con này là 4.8, mô bin sóng đổi tay trái phải, mã số 4, 320k. Máy thì chạy rất là nhẹ nhàng nha. 320k, mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 5 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng Ryobi Sapan, dòng là dòng đời cổ nha, dòng siêu bền. Thân cần là bằng kim loại, cối là carbon. Rồi, con này là Gatio là 3.4. Gatio là 3.4 nha, size thứ mấy 4.000, size thực là 4.000, mô bin sóng đủ tay trái phải. Cối carbon, tay quay kim loại và thân là kim loại luôn. Rồi, con này là máy rất êm mượt luôn nha. Máy em mượt luôn nha. Rồi con này để cho anh em giá là 350k. Hàng Ryobi Made in Japan, Taiwan. Ryobi Taiwan chứ, Taiwan xuất Nhật nha, mặt dạng thân kim loại. Rất là bền luôn, siêu bền. Rồi giá em này là, rồi mã số 4. Mã số 4 này để cho anh em giá là 350k. Tiếp tục mã số 5 chứ. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là một con máy câu Japan. Rồi, mã số 6 tiếp tục là một con máy câu Japan. Con này là xây thương máy 4.000, xây thực là 4.000. Con này hàng đây qua Made in Japan. Thân thì nó có bị trầy xước bông sơn rồi rất là nhiều nè, anh em thấy không? Trầy xước bông sơn rất là nhiều, còn có tem nó là bị mất cái tem rồi nha. Mất cái tem rồi nè, rồi, ngoại hình càng có xe xước rất nhiều. Rồi, con này để cho anh em giá là 330k, đây qua Japan. Thân kim loại, tay quay kim loại và cối carbon. Xây thương máy 4.000, xây thực là 4.000. Gatio con này là 4.2 đấy. Dòng này thích hợp cho anh em câu ngâm nha, lăn xe. Gọi là rất là bền, siêu bền, đầu đồng cố đá, tay quay bằng kim loại thì bao giờ mới gãy. Có cái là mấy chrome nó bị nổi lên thôi, chứ không ảnh hưởng gì tới máy nha. Máy rất là bền. Rồi, mã số 6. Mã số 6 này để cho anh em giá là 330k. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng của thằng, rồi, một con máy câu.
hàng Olympic Japan, mô bi sống đủ tay trái phải, phun kim loại, dòng này thì thôi siêu bền, nụ đồng cấu đá kết hợp cho anh em câu biển, là câu cá thủy điện, nói chung là anh em săn hàng loại cá lớn. Rồi con này là size tương đương khoảng 7.000, size theo máy 7.000, size thực là 7.000, mô bi sống đủ tay trái phải, máy hoạt động em mượt nha, có hai chế độ keo và không keo. Rồi mã số 7 này để cho anh em giá là $600k nha. Olympic Japan mô bi sống đôi tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt hết. Rồi mã số 7 600k. Tiếp tục mã số 8 tiếp tục là một con máy câu siêu to. Con này là hàng Olympic Japan nha, máy là siêu to siêu khủng luôn. Kết hợp cho anh em câu biển nha, câu anh hợp cho anh em câu đáy biển, câu sông rộng. Con này là chạy 3 bạc đạn, size tương đương con này là 18.000, size con này tương đương 18.000 nha, chạy 3 bạc đạn, hàng Olympic Spa, ngồi hình cận đây, ngồi hình máy đây, phun kim loại, dòng này thôi, kết hợp cho anh em câu đáy biển luôn nha, câu thủy điện, câu sông lớn, tải cá tầm khoảng là 10 đến 20kg đổ lên nha, phun kim loại. Rồi mã số 8 này giá em này là 1.400.000 nha, 1.400.000 size 18.000, giá là 1.400.000, phun kim loại, máy thì còn rất là đẹp, 1.400.000, mã số 8, hàng Olympic Japan phun kim loại. Tiếp tục mã số 9 tiếp tục là một con máy câu hàng Korea xuất Nhật, còn một con máy câu hàng Korea xuất Nhật, con này là size thương máy 4.000, size thực là 4.000. Thân kim loại, cối carbon và tay quay kim loại nha, dòng này cũng rất là bền luôn, dòng này là size tương đương mấy ngàn, size tương đương là 4.000 này, bô bi sống đủ tay trái phải, gatio con này là 5.0, cước số 4 vào được 180m, cước số 5 vào được 130m và cước số 6 vào được 100m nha. Rồi con này tương đương với size khoảng 4.000, bô bi sống đủ tay trái phải, máy hoạt động mượt mà nè, thích hợp cho anh em câu ngâm lân xe câu biển. Rồi mã số 9 này Korea xuất Nhật, phun kim loại, size 4.000, Gatio con này là 4.6 nhé, nhầm, Gatio con này là 4.6 nha. Rồi mã số 9 này để cho anh em giá là Korea xuất Nhật. Rồi con này để cho anh em giá là 400k, size 4.000, thân kim loại, tay quay kim loại và dòng đuôi chuột này là rất là bền nha, dòng đuôi chuột này mô bi sống nha, rất là bền, anh em nào thích đuôi chuột là câu rất là bền luôn. Rồi con này là 400k. Tiếp tục là mã số 10 tiếp tục là một con máy Daiwa Japan, con này là size thương máy cũng 4.000, size thực là 4.000, mô bi sống đuôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà nha, mô bi sống này, nhưng mà cái cối này chrome nó bị nổi bông nổi này nè, thấy không. Rồi con này size thương máy 4.000, size thực là 4.000, Daiwa Japan, hàng made in Japan nha, hàng siêu bền, nhậu đồng cấu đá, đuôi chuột, mô bi sống đôi tay trái phải. Rồi con này thì mã số 10, cái tay chỗ cái gạt này nè, cái gạt cước này nè, nó người ta đã gọt hai bay để bỏ vào máy cho nó dễ nha, hàng made in Japan, hàng nội địa nha. Rồi mã số 10 này để cho anh em giá là 500k, size thương máy 4.000, size thực là 4.000, Gatio là con này là 4.9, mã số 10 giá là 500k, đây qua Japan. Tiếp tục mã số 11 tiếp tục là một con máy câu. Rồi 11 tiếp tục là một con câu Hàn Quốc xuất Nhật, loại này là size thương máy 6.000, size thật con này là 8.000, mô vi sống đủ tay trái phải, Gatio con này là 5.2, cối kim loại, tay quay kim loại và thân carbon, dòng này là thích hợp cho anh em săn hàng này, thích hợp cho anh em săn hàng nha, cối kim loại này, tay quay kim loại và thân là carbon nha. Ngồi hình máy đây, ngồi hình máy thì cũng có xe xước này, tay quay thì có bị xe xước nhiều nha. Rồi con này để cho anh em giá là 400k, xây thêm máy 6.000, xây thực là 8.000, mua pin sống đủ tay trái phải, loại này thích hợp cho anh em đánh lục xa bờ nha, hoặc là đánh bạc biển, loại này đánh cũng rất là bền luôn. Rồi giá là 400k, mã số 11. Tiếp tục mã số 12 tiếp tục là một con máy câu, con này là hàng Ryobi Hồng Kông xuất Nhật, con này là xây thêm máy là 1.000, xây thực con này là Gatio là 5.1 nè, size thương máy 1.000, mô bi sống đủ tay trái phải. Rồi con này thích hợp cho anh em lưu relock nè, máy chạy rất là êm mượt nha, phun carbon, dòng này là phun carbon, Ryobi Hồng Kông xuất Nhật, loại này là nâu đồng cấu đá siêu bền, tay quay là bằng cơ cực kỳ khó gãy luôn. Rồi con này mã số 12 này để cho anh em giá là 350k, Ryobi
Hồng Kông xuất Nhật, Gatio là 5.2, xây thế máy 1.000, xây thực là 1.000, máy còn rất đẹp luôn. Giá là 350k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một con máy chuyên cho anh em lưu relock, một con máy chuyên cho anh em lưu relock nha. Rồi một con máy, con này là Hàn Quốc xuất Nhật, xây Gatio là 5.2, xây theo máy là 1.500, xây thực con này là 2.000, 2.500 nha. Xây thực con này là 2.500. Cước số 2 vào được 160m, cước số 3 vào được 113m, cước số 3 vào được 115m và cước số 4 vào được 85m. Rồi con này là xây tương đương với khoảng là 2.500 nha. Một pin sóng đủ tay trái phải, máy hoạt động mượt mà này. Chuyên cho anh em lưu relock thôi nha. Dòng này là chuyên lưu relock hay mượt. Rồi, Hàn Quốc xuất Nhật. Xây theo máy 2.500, xây thực con này là xây theo máy 1.500, xây thực là 2.500, Gatio là 5.2, mô pin sóng lưu tay trái phải. Đây, mã số 13. 13 này để cho anh em giá là 300k. 13 300k nha, chuyên lưu relock. Máy hoạt động em mượt luôn. Rồi, tiếp tục mã số 14. 14 là một con máy câu. Đây, một con máy câu, con này là hàng của thằng một con máy câu, con này là của thằng nào đây? Rồi, hàng của thằng Olympic. Olympic Span, cước số 3 vào được 350m, cước số 4 vào được 250m và cước số 5 vào được 200m. Rồi con này tương đương với size khoảng là 7.000 nha. Tương đương với size khoảng 7.000, thích hợp cho anh em con ngâm, lăn xe. Lăn xe đánh lục nha. Hoặc là bạc biển. Đây, dòng này đây. Dòng này là phun kim loại, cối carbon, phun kim loại cối carbon nha, mô viên sóng đổi tay trái phải đây. Thân kim loại nha. Cái chỗ này nó bị bông sơn rất là nhiều này. Đấy, bông sơn rất là nhiều nha. Rồi, con này là phun kim loại, mô viên sóng đổi tay trái phải, xây thân máy 7.000, xây thực là 7.000. Đấy. Loại này thích hợp cho anh em sân hàng này, anh em là thích nào thích máy lớn nha. Tay quay kim loại, thân kim loại, cối carbon. Đấy. Cước là thôi, cước số 3 vào được 350m, cước số 4 vào được 250m và cước số 5 vào được 200m nha. Mô vi sóng đôi tay trái phải. Gatio, rồi. Olympic Japan. Gatio con này là 5.2. Gatio con này là 5.2 nha. Rồi, mã số 14. 14 này xây 7.000. Để cho anh em giá con này là 450k. Xây 7.000 nha. Rồi, tiếp tục mà. Đang cần 15 đầu tiên là một cây cần tay. Một cây cần tay độ dài là 2m2. Một cây cần tay giả trúc chất liệu phíp, tay cầm là cuốn chỉ, độ dài là 2m2. Ngộ hình cần đây. Rồi, mã số độ cứng cây này là 3H, độ dài 2m2 này. Đầu cút ra nước sơn còn khá đẹp. Rồi cây này để cho anh em giá là 220k. Cần tay giả trúc hàng đây qua Japan, khắc tem chỉ nhắc này. Đấy, độ dài 2m2, độ cứng là 3H, giá là 220k. Mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay độ dài là 2m70, cần tay 2m70, tay cầm là cuốn chỉ này, ngoại hình cần. Cái này là của thằng hàng nội địa Nhật, cái này là của thằng Nissin. Các tem này, hai tem rất là đẹp nè. Nissin cần siêu nhẹ nha. Độ dài là 2m70. Độ cứng cái này mấy h? Rồi, độ cứng cái này là 1.5h, độ dài là 2m70, chất liệu phíp, đột khúc ra đây. Đột khúc ra nó sơn còn khá đẹp. Rồi cái này mã số 16. 16 này để cho anh em giá cái này là cũng 230k nha, cắt tem này. 230k hàng Japan, độ dài là 2m70. 230k, tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây cần tay giả trúc. Đây, một cây cần tay giả trúc, tay cầm là cuốn chỉ thế này đây. Rồi cái này là hàng đây qua Japan, độ dài là 2m1 của hình cầm. Đây qua Japan, độ dài là 2m1 của hình cầm. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 2m1, độ cứng cây này là 3H, đầu khúc ra đây. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k. Cần tay giả trúc chất liệu là phíp, hàng đây qua Japan. Đấy, chất liệu là phíp ngon cao cấp nha, anh em nhìn khô càng rất là đẹp luôn. Giá này là 300k, mã số 17. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay giả trúc, độ dài cây này là 2m80, hàng Olympic Japan này, đây ngộ hình cầm. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, ngoại hình cần cũng rất là đẹp, độ dài là 2m80, độ cứng cây này mấy h? Rồi độ cứng cây này là 4h, độ cứng 4h, độ dài 2m80, đồ khúc ra này. Đấy. Đồ khúc ra này, nước sơn còn khá đẹp nha. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ cứng là 4h, độ dài là 2m80. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k, 2m80 300k, hàng luôn Olympic Spark.
giả trúc 300k. Tiếp tục mã số 19. Rồi. 19 tiếp tục là một cái cần tay giả trúc, độ dài cái này là 2m50, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 2m50, ngộ hình cần. Đấy. Rồi mã số 19, 19 này cứng mấy h? 19 này là cứng là 1,5h, độ dài cái này là 2m70, cần siêu nhỏ nhẹ. Hàng giả trúc cái này để cho anh em giá là 220k, hàng Simon, hàng Olympic Spa, tay hội nước Japan này, khắc tem này. Rồi. Mã số 19, giá này là 250k. Tiếp tục mã số 20k nhé, tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cầm tay, cây này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật, Korea xuất Nhật này. Độ dài cái này là 2m6, cần tay độ dài 2m6, phôi cần cây này đây rất là đẹp nè, thấy không? Phôi cần rất là đẹp nha, độ cứng cái này mấy h? Độ cứng cái này là 1,5h, độ cứng 1,5h, độ dài là 2m60. Rồi, cần tay 2m60 chất liệu phíp. Độ cứng là 1,5h. Hàng Korea xuất Nhật, mã số 10. Mã số 10 này để cho anh em giá là mã số 10. Rồi, mã số 10 này để cho anh em giá là 200k. Tiếp tục mã số 20 chứ. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cây cần tay, hàng Japan khắc tem vàng rất là đẹp luôn, ngoại hình cần thì mới long lanh luôn nha. Mới long lanh, ngoại hình cần mới long lanh này, độ dài 2m70. Cây này cũng cần siêu nhẹ. Càng siêu nhẹ cứng là 1,5h, hàng Safan đột rút ra này, phô càng rất là đẹp luôn, mới long lanh. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k. Càng tay độ dài 2m70 chất lượng phíp, ngoại hình càng mới long lanh, hàng Safan khắc tem vàng này. Rồi là hình càng, giá em là 250k. Mã số 21. Tiếp tục mã số 22. Tiếp tục là một cây cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 2m45. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 2m45 này, ngoại hình cần. 2m45. Rồi độ cứng cái này mấy h? Rồi độ cứng cái này là 2,5h, chất liệu phíp, độ dài 2m45, cần tay giả trúc. Rồi cái này để cho anh em giá là 200k. 200k mã số 22. Tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục là một cây cần tay, cây này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật, độ dài là 2m70, dòng khắc tem vàng thế này đây, ngồi hình cần. Ngồi hình cần này. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 2m70, độ cứng cây này mấy h đây? Độ cứng cây này. Rồi độ cứng cây này là 3h, độ dài là 2m70, chất liệu phíp, đột rút ra nước sơn còn khá đẹp. Rồi cây này mã số 23. 23 này cần tay giả, cần tay phíp, độ dài 2m70. Rồi, mã số 23. 23 này để cho anh em giá cái này là 200k thôi. Tiếp tục mã số 24 tiếp tục là một cái cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài cái này cũng 2m70, ngộ hình cần đây. Ngộ hình cần này, cần tay giả trúc chất liệu phíp, hàng ngồi điện nhặt, tay cầm là cuốn chỉ, ngộ hình cần. Ngộ hình cần cũng còn khá đẹp nha. Cái nào mà bị xước thì em báo. Rồi độ cứng cái này là 2h, độ cứng 2h, độ dài 2m70, chất liệu phíp, đọt quốc ra này, nước sơn còn khá đẹp, mã số 24. 24 này để cho anh em giá cái này là 220k nha. 24 220k chất liệu phíp. Rồi. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cây cần tay. 25 tiếp tục là một cây cần tay, cây này là độ dài là khoảng 36 nha. Em không nhớ nữa. Tay cầm là cuốn chỉ, ngoại hình cần này, ngoại hình cần rất đẹp, phô cần này. Có sa xước đây. Đây. Có sa xước đây nha. Đây nè. Rồi cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ cứng cái này là 1,5h, độ dài là 3m60, đột rút ra này. Đột rút ra này. 3m60 đột rút ra nha, mã số 25. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3m60. Rồi cái này để cho anh em giá cái này là 250k, mã số 25. Đây, hàng Japan nha, giả trúc có sa xước. Rồi, tiếp tục mã số 26. 26 là một cái cần hai khúc, thích hợp cho anh em lưu relock, tua lưu relock mà lưu lê loại lớn nha. Cây này cứng tương đương MH, cưa cứng tương đương MH, rồi lưu relock mới đứng. Cần đây qua span nha, pass pass, đây qua pussy, pass đây qua pussy này, độ dài 2m4. Cây này là hàng Thái Lan xuất Nhật, mã cốt thẳng hôi này. Rồi dàn khoen đây, dàn khoen là khoen pussy xích nha, xích chân ca thế này đây. Rồi giá cái này là 1,4 triệu nha, dàn khoen cực kỳ xịn sò luôn. Rồi hai khúc, độ dài 2m4, thích hợp cho anh em câu ngâm, lưu relock,
con ngâm lăn xe Lurelox này 2m40, giá em này là 1,4 triệu, chất liệu là carbon. Đây qua Thái Lan xuất nhập, khoan xích phát là đây qua Japan, giá là 1,4 triệu. Mã số 26, tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần 3 khúc, 27 tiếp tục là một cây cần 3 khúc, chất liệu phíp, độ dài cây này là 2m50, thích hợp cho anh em con ngâm lăn xe. Đây 3 khúc nha, 3 khúc chất liệu phíp siêu bền, màu đồng cấu đá này. Đây bát là bát hãng, bạn bát là anh em nhìn thấy cái bát máy là rất là bền rồi. Chàng khoan này khoan inox thế này nha, khoan inox nhưng ra cước rất là nhanh, không bao giờ bị xước cước hết đấy. Rồi đầu bô là đầu bô Fuji xứ trắng này, đầu bô Fuji xứ trắng này, đầu bô này là hơi nhỏ này, để anh em câu lăn xe nha, để đem nếu có nhu cầu để em thay cho cái đầu bô lớn để cho anh em câu lăn xe ra cước rất là cho nhanh hơn. Rồi mã số 27, 27 này để cho anh em giá cái nào là 400k 3 khúc fit, độ dài là 2m5. Đây dòng này, dòng nội địa này, khắc tem Nhật này, loại này rất là bền luôn. Rồi giá là 400k. Tiếp tục mã số 20, 400k mã số 27. Tiếp tục mã số 28. 28 là một cây cần sút, một cây cần sút, độ dài cái nào là 2m40 à. Rồi cái này là độ dài 2m20, chất liệu là fit, thích hợp cho anh em chuyên cho anh em lưu relop hoặc câu ngâm. Rồi phát là phát hãng vặn này, dàn khoan đây, dàn khoan là ớt xám, độ dài 2m2, thích hợp cho anh em lưu relop. Cái này là cứng là 20-25, thích hợp cho anh em lưu relop nha. Đây chuyên lưu relop, đây tay cầm là cứng sồi nha, cầm rất là sướng tay luôn, anh em lưu re cả ngày cũng không ảnh hưởng. Rồi cái này để cho anh em giá là 320k, càng suốt, độ dài 2m20. Đây hàng nội địa Nhật này, của hàng KT này, cắt tem vàng này. Rồi mã số 28, giá là 320k. Tiếp tục mã số 29, 29 tiếp tục là một cây càng suốt, 29 tiếp tục là một cây càng suốt, độ dài là 2m70, phát là phát hãng vàng, vàng khoe đây, vàng khoe là xí xám, ngộ hình càng suốt 2m70, chất liệu phép. Độ cứng cây này bao nhiêu đây? Độ cứng cây này là 25-27, độ dài 2m70, đọc rút ra nước sơn còn khá đẹp nè. Vàng khoan lỡ xí xám, vàng khoan lỡ xí xám, độ dài 2m70, phát hãng vặn, mã số 29. 29 này để cho anh em giá là 350k nha, vàng khoan lỡ xí xám này, 2m70, chất liệu phíp, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe. Mã số 29, 29 này để cho anh em giá là 350k. Tiếp tục mã số 30, 30 tiếp tục là một cây cần sút. Rồi 30 cấu tiếp tục là một cây cần sút, cây này là hàng của thằng Shimano, độ dài cây này là 2m70, bát là bát Pusisic. Đây ngộ hình càng màu xanh đây nha, chất liệu là fit xanh. Đây ngộ hình càng vàng khoen, đây vàng khoen là ở xứ xám, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe. Độ cứng cây này là 20-25, độ rút ra này. Đấy, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe nha. Mã số 30, vàng khoen là ở xứ xám, phát là phát Fujisic, hàng Shimano Japan. Cây này để cho anh em giá là 380k. Tiếp tục mã số 3, tiếp tục mã số 31. 31 là một cây cần ISO khá nhỏ, 31 là một cây cần ISO khá nhỏ, độ dài cây này là 5m20 chứ. Một cây cần ISO khá nhỏ, độ dài 5m20, phát là phát Fuji FF6, vàng khoe là Fuji ISO nhỏ. ISO khoe nhỏ, cần tay trời máy khoe phát Fuji, em này là đột 1. Đột 1, độ cứng là 1,5H, chất liệu là fib. Đây đột rút ra này. ISO khoe nhỏ, cần tay trời máy khoe phát Fuji, độ dài là 5m20. Mã số 20-31. Vàng khoe là Fuji ISO nhỏ này. Phát là phát Fuji FF6. Cây này là của thằng Daiwa Japan. Daiwa Japan nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 5m20. Rồi cây này để cho anh em giá là 390k. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, độ dài cái này là 4m30, phát là phát Fuji FF6, ngộ hình cây. Tay cầm là cuốn chỉ thế này nha. Đấy, cuốn chỉ toàn thân luôn nè. Rồi dàn khoan là Fuji ISO nhỏ, mã số 32, dàn khoan Fuji ISO nhỏ nè. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji, đầu rút ra đây. Đầu rút ra thì nước sơn có sơ xước nhẹ nha. Đấy, có sơ xước nhẹ nha. Rồi ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan phát Fuji, độ dài là 4m30. Cái này là đột 1, độ dài là 4m30,
chất liệu là phíp. Rồi cây này để cho anh em giá là mã số 32. 32 này để cho anh em giá là 350k nha. Độ dài 4m30, phát là Fuji FF6, dàn khoan là Fuji số nhỏ, đột 1. Cây này cứng tương đương là 1,5H á. Rồi. 350k, tiếp tục mã số 30 33. 33 tiếp tục là một cái càng ISO khoan nhỏ. 33 tiếp tục là một cái càng ISO khoan nhỏ, đầu khai độ dài là 5m4, hàng đây qua Japan. Phát là phát Fuji. Phát là phát Fuji FF7 nha. Chất liệu là phíp đỏ nè, cây này là chất liệu phíp đỏ nha. Màu nó y như màu ngọc vậy á. Đây, đầu rút ra này. Đầu rút ra có sơ xước nhẹ nha. ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy khoan phát Fuji, độ dài cái này là 5m4, hàng đây qua Japan. Em này là đột máy đây. Đột 2 nha, đột 2 độ dài là 5m40, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Phát là phát Fuji. Rồi cây này để cho anh em giá là 400k. 400 đó, cây này là 450k nha. Đầu khai độ dài 54, phát Fuji FF7, 450k, dòng khoan là Fuji ISO nhỏ. Tích hợp cho anh em câu gần biển. Mã số 33, 450k. Tiếp tục mã số 34. 34 là một cây cần sút, độ dài cái này là bao nhiêu? Độ dài cái này là 4m05. Rồi, một cây cần sút độ dài là 4m05, phát là phát Fuji FF7 nha. Người ta đã thay bát lên nè. Người ta bắt người đã thay lên cao nha. Đó, thay cái bát lên cao này. Cổng này là chỉ cầu dư lại nè. Đây, phát là Fuji FF7 ngoại hình đây, chất liệu là phíp đỏ nha. Độ dài là 4m05, dàn khoen đây, dàn khoen là ở xứ xám. Dàn khoen là ở xứ xám, chất liệu là phíp đỏ. Độ cứng cây này là bao nhiêu? Rồi cây này cứng là 25-27, độ dài cây này là 4m05, thích hợp cho anh em công ngâm lăn xe. Mã số 434. 34 này giá em này là 34, 4m05, chất liệu là phíp, dàn khoen là ở xứ xám. Phát là Fuji FF7. Người ta giờ cái bát từ là chỗ này nè. Từ cái chỗ tay em nha, lên đi đây nè. Rồi cây này mã số 34. 34 này để cho anh em giá là 590k. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là một cây càng sút. 35 tiếp tục là một cây càng sút, độ dài là 3m60, phát là Fuji FF7. Chất liệu là cũng là phíp đỏ. Đây ngoại hình càng. Chất liệu phíp đỏ nha, phát Fuji FF7. Phát là, rồi giờ đề ba là của nó là Fuji xứ trắng này, còn khoen chạy của nó là xứ xám nha. Rồi mã số 35, độ cứng cái này là 25-27, độ dài 3m60, thích hợp cho anh em công ngâm lân xe. 3m60 chất liệu phíp, đề ba là Fuji xứ trắng, còn khoen chạy là xứ xám. Rồi cây này để cho anh em giá là 500k, 500k mã số 35. Tiếp tục mã số 36. Rồi 36 tiếp tục là một cây cần sút. 36 tiếp tục là một cây cần sút, hàng Shimano Japan, chất liệu là carbon sáng vàng, ngoại hình cần có sa xước, bát là bát Fuji vàng, dàn khoen là Fuji gập, chất liệu là carbon sáng vàng này, dàn khoen là Fuji gập nha. Đây Fuji gập này, loại này thích hợp, độ dài là, rồi độ này cây này độ cứng 30, độ dài là 4m05, chất liệu là carbon sáng vàng. Đây 4m05, cứng 30 độ này. Rồi cây này để cho anh em giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu, độ dài là 4m05 này, độ cứng là 30, dàn khoan là Fuji gập, phát là phát Fuji vàng. Rồi mã số 36 giá em này là 1,5 triệu, hàng Shimano Japan, chất liệu carbon sáng vàng nha. Shimano Japan mã 36, giá là 1,5 triệu, cứng 30-33. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cái cần sút.
37 tiếp tục là một cây cần suốt. Cây này là chất liệu là carbon sóng vòng này, pad và pad Fuji FF7 chất liệu là carbon sóng vòng, dàn fan là Fuji gập. Rồi cây này là độ cứng là 30 33, độ dài cây này là 3m60, chất liệu là carbon sóng vòng, dàn fan này dàn fan Fuji gập, cứng 30 33, pad là pad Fuji. Đây ngồi hình càng, ngồi hình càng. Rồi cây này để cho anh em giá là 1,3 triệu nha. Phát Fuji FF7 chất liệu là carbon sóng vòng, dàn phen Fuji gập, độ cứng là 30 33, phen phát Fuji. Rồi bộ dài 3m60, hàng nội địa Nhật. Rồi mã số 37, giá em này là 1,3 triệu. Tiếp tục mã số 38, chất liệu carbon sóng vòng nha. 38 tiếp tục là một cây cần ISO phen nhỏ, phát là phát Fuji, dàn phen là Fuji ISO nhỏ, ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy khoe phát Fuji, độ dài là 4m50. Đây dàn khoe Fuji ISO nhỏ này, cây này là cứng là bao nhiêu đây? Rồi em này là đột đột hai, độ dài là 4m50, chất liệu là carbon sóng vòng, đột rút ra này. Rồi cây này để cho anh em giá là 1,2 triệu nha. ISO khoe nhỏ, cần tay trợ máy khoe phát Fuji, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ này, phát là phát Fuji. Rồi giá là cây này là 1,2 triệu. ISO cây nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji, mã số 38, giá là 1,2 triệu. Tiếp tục mã số 39. 39 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài 2m70, phát là Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, ISO khoen nhỏ, khoen phát Fuji, độ dài là 2m70, phát là Fuji FF5 này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ này. Rồi cây này để cho anh em giá là 300k nha. Đầu 3, độ dài là 2m70, giá này là 300k, mã số 39. Tiếp tục mã số 40. 40 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, cây này hàng Daiwa Japan, dòng carbon đời cao, phát là phát Fuji. Phát Fuji nha. Rồi cây cần carbon đời cao, gọi hình cần có sản xuất dăm dăm, Daiwa Japan. Carbon đời cao, dòng khoen là Fuji ISO nhỏ. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji, đột 1.5, độ dài 5m30. Đấy. Đầu rút ra đây. Đầu rút ra nước sơn còn khá đẹp. Đầu rút ra nước sơn còn khá đẹp nha. Rồi ISO phen nhỏ, phen phát Fuji, độ dài cây này là 5m30, đầu 1,5. Độ cứng là tương đương là, cây này cứng tương đương khoảng 2H. Mã số 40, giá em này là cũng là 1,2 triệu nha. Giá em này là 1,2 triệu. Dòng Ranger ISO, dòng này rất là bền luôn. Cây này rất là đẹp nhưng mà cái tem nó bị sơ xước thôi. Cái tem nó bị sơ xước thôi nha. Rồi mã số 40, giá là 1,2 triệu. Tiếp tục mã số 41. 41 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài là 5m30, dàn khoen đây, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji, hàng Shimano, phát là Fuji, dòng đời cao luôn, Shimano Japan nha, đầu 1.5, độ dài là 5m30 này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, cần là siêu đẹp luôn, cần siêu đẹp nha. Dàn khoen Fuji ISO nhỏ này, mã số 41. Cái này là đột đột 3, độ dài đột 1.5, với cái này cứng tương đương là khoảng 2H. Cứng tương đương khoảng 2H nha. Chất liệu là carbon sóng vòng. Ngoại hình cần mới long lanh luôn. Rồi cái này cũng để cho anh em giá là 1,2 triệu. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji, hàng Shimano Japan. Giá này là 1,2 triệu, càng siêu đẹp luôn, phát đời cao. Phát Fuji đời cao nha. Giá là 1,2 triệu, mã số 41. Tiếp tục mã số 42. 42 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, đầu 1, độ dài 4m50, phát Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji, đầu 1, độ dài là 4m50, độ cứng cây này là khoảng 1,5H. Đầu cút ra đây, đầu cút ra còn khá đẹp. Rồi cây này để cho anh em giá là 350k. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji, độ dài là 4m50, phát Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, cứng là khoảng 1,5H nha. Mã số 42, giá là 350k. Tiếp tục mã số 43. 43 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy khoen phát Fuji. Cây này nó độ dài khoảng 3m mấy á, phát là Fuji FF6 này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ nha.
Cái này nó độ dài khoảng 3 mét mấy. Và cái này độ dài là 3m50. ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy khoan phát Fuji độ dài là 3m50. Phát là Fuji FF6, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Rồi cái này để cho anh em giá là 300k. Đầu khúc thì có cũ có sơ xước theo thời gian nha. Giá em này là 300k. ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy khoan phát Fuji độ dài là 3m50. Mã số 43. Giá em này là 300k. Tiếp tục mã số 44. 44 tiếp tục là một cây cần ISO phay nhỏ, đầu khai độ dài là 3m90, phát là phát Fuji FF6, hàng Ryobi. Hey. Hàng Ryobi. Rồi tại cấp điện này em xin phép là đang xin phép nha, xin phép là không lấy được video nữa. Rồi chúc anh em là ngày mới vui vẻ nhiều sức khỏe nha. Rồi cây đi lỡ đã giới thiệu luôn cây Ryobi này nha. Ryobi này là 39 nè. 39 này là dàn khoan là Fuji, cây này là giá là 350k. Cây này cứng tương đương khoảng mấy hát? Tương đương khoảng là 3h nha. Cây này cứng tương đương khoảng 3h, giá là 350k. Cây này là rất là đẹp luôn á. Và em xin phép lên tạm 44 cây cần về cho em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ nhiều sức khỏe, gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193. Zalo cũng vậy, 0794559193 nha. Rồi một lần nữa chúc anh em và gia đình thật nhiều sức khỏe.